Mon. Đổ đâu rồi? Gấu gấu thỏ. Thỏ xuống đi. Đi tiếp đi. Nó vẫy đuôi liên tục. Không, con này. Con này muốn bước, con này tỏ vẻ rất thích thú. Ừ, đúng rồi đấy. Con này thì ngoan. Nó là một cắn mình. Sư có cảm tưởng với con này thèm thịt người. Con bé. Này, cắn là cắn lạ đấy. Ơ, con này yếu. Con này có một con thỏ, bây giờ thỏ.